Tiếp tục là nhận mua kèo thay màn hình Realme 5 nha anh em. Còn đây Realme 5. Kính cam bể này, bể màn ha. Đây là màn này cũng không có khắc phục được. Đó. Cán bể rất là nặng nha. Tiến hành mình thay cái màn này nha anh em. Anh em nào mà máy bể màn cứ nhắn tin cho mình nha. Báo giá cho anh em nha. Realme 5. Màn này màn ring nha anh em, màn này chưa thấy lần nào này. Màn ring. Công đoạn vô keo nha anh em. Đây anh em, màn C3 ring nha. Đây vào. Rồi, ok. Bước cuối là anh em nhớ là quấn dây su nha, cho nó ấy, mình bỏ qua bước đấy cho nhanh. Mình nhớ quấn dây su cho nó bảo đảm nha. Cho nó chắc lại cái màn hình. Đó, lên ok anh em ha. Rồi, ok nha anh em. Anh em có màn hư bể kính, bể màn là điện thoại báo cho mình nha. Mình sẽ báo giá cho anh em nha. Ok, hẹn anh em clip này tiếp theo nha.